Phía ngoài chỉ treo biển của công ty dược phẩm, nhưng trong nhà lại là nơi khám chữa bệnh của ông Lang Nho, người tự nhận mình là khắc tinh của bệnh ung thư. Để thêm lòng tin của khách hàng, ông liền đưa ra nhiều bằng chứng về những bệnh nhân đã được đích thân mình chữa khỏi. Cái bình có mắt ông ngồi xuống đất, từng giọt nước của vợ đến lấy thuốc mà ông ấy mua có lửa, ăn thuốc uống ai trong nước mà người ta phải sống. Để chữa bệnh, người bệnh không cần trực tiếp đến, người nhà chỉ phải mang theo bệnh án. Sau vài phút xem hồ sơ của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, ông liền khẳng định. Đây là cái tế bào này nó thành công rất là cao, hầu như là 100%. Mà chữa bằng tây y ạ? Chữa bằng đông y. Thuốc tây mà gặp cái bệnh này khó lắm. Thế chú chữa những loại ung thư gì ạ? Các loại ung thư. Có khả năng chữa được tất cả các bệnh ung thư. Đó cũng là biệt tài của một thầy lang ở Hưng Yên. Trái với cái tên của mình, cơ ngơi của thầy Bần rất hoành tráng. Bên cạnh còn có cả một điện thờ, là nơi sẽ được vợ thầy cầu xin các vị thánh thần phù hộ cho người bệnh đến lấy thuốc. Xin các quan đã lại cho bố con được uống thuốc. Nhưng đâu hồi xưa bên đấy lại nộp cho bố con được sức khỏe vì già mình ăn thịt ăn xuống uống tiêu. Con xin ạ. Được rồi. Gái đi vào đây xin thuốc cho bố, cho tay và gái. Vì dịch bệnh Covid, số lượng người đến bốc thuốc không đông đúc như mọi khi. Gia đình thầy Bần còn khuyến khích mọi người đặt hàng qua điện thoại. Việc người nhà bệnh nhân tìm đến tận nơi lấy thuốc cũng không cần thiết, vì chỉ với vài câu hỏi. Em mấy thang thanh niên ơi, bệnh nhân vừa uống có ăn được không? Nhà mày ở đâu? Thì việc bốc thuốc đã được tiến hành. Còn bệnh án và các vấn đề liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân thì chẳng ai cần biết. Xem kỹ hộ cái. Vợ con làm công việc bốc thuốc. Còn thầy Bần chỉ xuất hiện khi ai có nhu cầu gặp. Bệnh nhân đến đây cũng được, không đến thì đã bệnh. Anh cũng chữa và cho nhân dân chữa ở nước ngoài. Để người ta khỏi, người ta cũng mang nhau đến. Nhưng mà ở đây anh chuyên chữa ung thư à? Hay là anh chữa các loại? Các loại luôn. Thế bệnh nhân ra kính phục mình là mình làm được. Ai người ta khổ được, còn là mình về cứu người ta thôi. Đấy, toàn 2, 3 triệu, 4, 5 triệu đã khỏi rồi. Dù là ở đâu, với căn bệnh gì thì cũng chỉ mất vài phút bốc thuốc và vài triệu đồng là có thể chữa khỏi. Mọi thứ nhanh chóng và bình thản đến mức khó có thể tin rằng đây là hành trình đi tìm sự sống cho bệnh nhân ung thư. Vô số những lời tự tán dương khiến người bệnh cảm thấy dao động. Ông người khẳng định ông chữa được bệnh ung thư đến tận cuối. Đằng sau những lời quảng cáo tự phong đó ẩn chứa thứ tài năng gì? Ông mà chữa thì tất cả các loại nghiên thì ông giải Nobel được lâu rồi.